Xin kính chào quý vị các bạn, hiện tại mình đang có mặt ở nhà của anh Hiếu ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang để tiếp tục quay video chia sẻ cho quý vị và các bạn xem thêm một số cây mai phôi ha, vành to nè, đế đẹp, giá thì không nghĩ ha, rất mong quý vị ủng hộ cho anh Hiếu. Quý vị cũng lưu ý ha, Hoa Vàng Thanh Tâm chỉ quay video giới thiệu cây cảnh cho nhiều shop nhà vườn ở khắp mọi nơi khi shop nhà vườn có nhu cầu quay cây nha quý vị. Chứ Mai Vàng Thanh Tâm thì không có mua bán nha quý anh chị. Nếu quý anh chị có nhu cầu giao lưu cây kiểng á thì vui lòng gọi điện trực tiếp đúng số của chủ shop, mình có để ở phần mô tả video nhé. Nhớ là đúng số nha, vì mỗi video là mỗi chủ shop khác nhau nha. Rồi, cảm ơn anh chị nha. Rồi, chào anh. Rồi, chào Tâm. Dạ, kính chào các cô chú anh chị. Hôm nay thì em cũng tiếp tục lên lô mai phôi mới Giáo Thủ Đức, mặt bông thì từ 5 tới 12 cánh. Kính mong các cô chú anh chị xem hết video tham khảo ủng hộ cho em. Số điện thoại Zalo của em là 0392496865 cũng là số Zalo của em. Em cũng xin cảm ơn các cô chú anh chị đã ủng hộ cho em lúc trước. Đầu clip thì cũng kính chúc các cô chú anh chị ở gần xa được nhiều sức khỏe. Dạ, thôi em cũng tiến hành vào mã. Đầu tiên là mã số 3332 nha cô chú anh chị. 32 ha. Chiều cao nó là 62. Quạnh đây là 16, bên em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn nha. Cây này cắt ở dưới đây làm văn đổ luôn cũng được nha cô chú. Rồi, cây số 32 em giao lưu giá là 250 ngàn. Rồi, 250. Cây số 33. Mình đi để bàn rất đẹp luôn. Chiều cao là 50. Quạnh đây là 17, để coi cái cũ. Cũ khá to ha. Cũ to. Mình xài để bàn rất là đẹp luôn. Rồi, cây số 33 em vô lưu giá là 250 ngàn. 250. Cây số 34. Rồi, 34. Cành đều luôn nha cô chú. Chiều cao là 90. Quành là 20 rưỡi tính 20. Rồi. Bích bầu luôn nha cô chú anh chị. Rồi, cây số 34 giao lưu giá là 650 ngàn. Rồi, 650. Cây số 35. Vip ha, quành to nè. Vip luôn. Chiều cao nó là 87. Quành ở đây là 24. Rồi, hào cái cũ. Cái cũ của nó là 52. Đầu sổ nó là 24. Vip luôn nha cô chú anh chị. Bức măng luôn, lên đầu nhớ xíu luôn. Rất đẹp. Rồi, cây số 35 em giao lưu giá là 1,2 triệu. Rồi, 1,2 triệu. Cây số 36. Chiều cao là 84. Quạnh đây là 17 có hơi. Whip luôn nha cô chú. Rồi, cây số 36 em giao lưu giá là 450 ngàn. Rồi, 450. Cây số 37. Chiều cao là 79. Tay xương ngang không nha cô chú. Quạnh đây là 20 21, đúng không? Lực không. Rồi, cây số 37 em giao lưu giá là 650 ngàn. 650. Cây số 38. Chiều cao là 73. Quạnh là 23, để khủng khiếp nha cô chú anh chị. Và sổ nôm nó là 28.
Rồi cây số 38 em giao lưu giá là 900. Rồi, 900. Cây số 39. Qua trời cây lâm thần luôn. Chiều cao là 93. Mình gần nè. Mình lên gần luôn. Quanh là 25. Rồi cái cũ quá xa cái cũ luôn. Cái cũ nó là 55. Rồi sổ của nó là 28. Đây, khối 2. Khối D luôn. Rất đẹp. Rồi cây số 39 em giao lúa giá là 2,5 triệu. 2,5 triệu, em cây VIP luôn. Cây số 40. Đây này, VIP luôn nha cô chú anh chị. Chiều cao là 1m16. Ở đây nó có hiện tượng bể xù hết nha cô chú anh chị, nứt hết rồi. Cái hoành thì giờ đo hai vị trí cho cô chú coi nha. Vị trí này là 27 có hơn. Rồi. Trên đây cái. Trên đây là 22. Qua sức cái ngàn vé này luôn. Rồi cây số 40 em giao lưu giá là 1,2 triệu. Thôi, 1,2 triệu. Cây số 41. Rồi, dán trực. Dán trực, tay chỉ cần đều luôn, búp măng luôn, rất là đẹp luôn. Chiều cao là 90. Hoành ở đây là 20,5 tính 20. Rồi sổ của nó là 27. Quyết quyệt luôn nha cô chú anh chị. Cây này là khỏi chê luôn à, tại chỉ cần đóng đều luôn. Rồi cây số 41 em giao lưu giá là 950 ngàn. Cây số 42. Thôi, 42. Chiều cao là 99. Qua trời cái cũ của nó bự hết thân, hoành nó là 25,5 tính 25. Cái thằng cũ của nó làm 51. Rồi sổ của nó là 24. Rồi cây số 42 em giao lưu giá là 1,1 triệu. Thôi, 1,1 triệu. Cây số 43. Chiều cao là 68. Hoành đây là 23. Rồi, bệ đế nè. Bệ đế luôn, bích bầu luôn. Tại chỉ cần đủ luôn. Rồi cây số 43 vô luôn giá là 750 ngàn. 750. Cây số 44. Cây này rất là đẹp luôn. Tay chi nằm ngang xong rồi. Chiều cao là 90. Dáng con lắc rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. Quạnh đây là 20,5 tính, 21,5 tính 21. Rồi. Con lắc eo luôn. Rồi cây số 44 em giao lưu giá là 750 ngàn. Rồi, 750. Cây số 45. 45. Cũng dán trực luôn. Trực luôn. Chiều cao là 86. Hoành đây là 25,5 tính 25. Rồi cây số 45 giao lưu giá là 750 ngàn. 750. Cây số 46. 46, lực cây. Chiều cao là 97. Này cũng lên gần luôn nha cô chú. Hoành là 22 có hơn. Cộng bự bự không. Rất là đẹp luôn.
Rồi cây số 46 em giao lưu giá là 700. Rồi, 700. Cây số 47, cây này mặt trời mặt trúc nè. Chiều cao là 94. Hoành đây là 17. Đồ sổ của nó là 20. Rất là đẹp luôn. Rồi cây số 47 giao lưu giá là 550.000. 550. Cây số 48. Chiều cao là 58. Hoành đây là 15. Độ sổ của nó. Độ sổ của nó là 20. Rồi cây số 48 giao lưu giá là 250.000. 250. Cây số 49. Này để quái ha. Để quái luôn. Chiều cao là 37. Quạnh đây là 11 có hơn. Đọc sổ con đế quái nè, quái quái. 20. Rồi cây số 49 giao lưu giá là 120.000. Rồi, 120. Cây số 50. Chiều cao là 83. Cũ nở luôn. Lên gần luôn. Hoành là 18. Rồi cái cũ của nó là 41. Rồi cây số 50 em giao lưu giá là 400. Rồi 400. Cây số 51. Chiều cao là 49. Hoành là 13 rưỡi tính 13. Đồ sổ của nó là 20. Rồi cây số 51 giao lưu giá là 250.000. 250. Cây số 52. Mình coi anh cạnh bài. Chiều cao là 78. Hoành đây là 16 có hơn. Một sổ của nó là 22. Cối đi đặt luôn. Cối đây luôn. Rồi cây số 52 em giao lưu giá là 450.000. 450. Cây số 53. 53. Có cành phóng nè. Cành phóng rất đẹp luôn. Chiều cao là 92. Hoành vị trí này là 28. Rồi cái cũ của nó. Cái cũ của nó là 54. Rồi, đây bảy luôn. Một bảy luôn, bích bầu luôn. Trước mà sau thì có đầy đủ hết nha cô chú anh chị. Rồi cây số 53 anh giao lưu giá là 1.500.000. 1.500.000. Cây số 54. 54. Chiều cao nó là 43. Quạnh đây là 22 rưỡi tính 2. Con sổ nó là 22. Rồi cây số 54 giao lưu giá là 400. 400. Cây số 55. Chiều cao nó là 89. Hoành nó 22 rưỡi tính 2. Quái luôn. Rồi cây số 55 giao lưu giá là 650.000. 650. Cây số 56. 56. Chiều cao là 80.
Quần đây là 19 có hơn. Quyền cục đá luôn cô chú anh chị. Rồi cây số 56 ông vô lưu giá là 350.000. 350. Cây số 57. 57. Chiều cao là 48. Quanh đây là 22 rưỡi tới 52. Sổ của nó là 20. Cắt chơi dẫn đổ, cắt để chơi dẫn đổ luôn cũng được nha cô chú. Rồi cây số 57 giao lưu giá là 450.000. 450. Cây số 58. 58. Chiều cao là 77. Hoành ở đây là 25. Một cái cũ đặt của nó là 46. Hoành to lực cây ha. Rồi cây số 58 vô lưu giá là 700. 700. Cây số 59. Chiều cao là 66. Quạnh đây là 20 rưỡi tính 20. Độ sổ của nó là 22. Rồi cây số 59 giao lưu giá là 500. Rồi 500. Cây số 60. Rồi 60. Chiều cao là 49. Quạnh đây là 19. Rồi cây số 60 giao lưu giá là 350.000. 350. Cây số 61 cũng là cây cuối clip ngày hôm nay cô chú anh chị. Chiều cao là 79. Quạnh đây là 19 để tính 19. Rồi. Để quái luôn nha cô chú. Để nó quái luôn. Rồi cây số 61 giao lưu giá là 350.000. Cũng là cây cuối clip em ngày hôm nay. Thì em cũng xin cảm ơn các cô chú anh chị đã xem hết video. Mong các cô chú anh chị tham khảo ủng hộ cho em xin cảm ơn. Rồi cảm ơn quý vị đã xem hết video ha. Rất mong quý vị ủng hộ cho anh Hiếu. Còn video mình cũng tạm dừng nhé. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký kênh mọi người cùng xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.